đang có nhu cầu nạp coin eFootball uy tín, chất lượng, giá rẻ, ưu đãi, liên hệ ngay fanpage Pau Game. Link page đã được mình để dưới phần mô tả cũng như là bình luận video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả channel của mình, và mình là Pau Game đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm về Rafael Leao, một trong những con hàng Play of the Week mới nhất trong cái tuần này, cực kỳ hot hit cùng với cả Ramos cũng như là Rodrigo. Bây giờ chúng ta sẽ đến luôn với cả bộ chỉ số của Rafael Leao anh em nhá. Mắc chỉ số là 100, chiều cao là 1m88, 24 tuổi và thuận chân phải. Đây là những cái số trận mình đã đá là 19 trận và Leao đã ghi tận 15 bàn. Hiệu số rất tốt đến từ Leao. Style là hậu player, đá vị trí tiền đạo, tiền đạo chạy cánh trái cũng như là tiền vệ chạy cánh trái. Nhưng mà cái style hậu player này chỉ kích hoạt ở mỗi vị trí LM thôi anh em nhá. Thể thức tấn công là 79, điều khiển bóng 88, dê bóng là 96, xử lý không gian hẹp là 80, chuyển thấp 80 và chuyển bổng là 81. Khả năng dứt điểm về màn này đó chính là 85. Một chỉ số khá là đẹp, độ xoáy chỉ là 75 thôi. Độ xoáy thì hơi kém. Tốc độ 100 và tăng tốc là 98. Tuần này là một cái tuần của tốc độ anh em ạ. Hôm trước vừa làm Radford, hôm nay đến đây ào. Tốc độ quá điên. Lực sút 80, bật nhảy 72 này, tỷ đề 80 thăng bằng 89 và cuối cùng là thể lực 85. Và hai chân của layout thì rất tốt luôn. Đây là những chỉ số mà layout được bút thêm cộng 2. Mình xin lỗi, cộng 3 nếu như ở trong phong độ A. Tốc độ, tăng tốc, thăng bằng và cuối cùng là thể lực. Bộ skill sẽ có đáp tắt, flip, flap, chop turn, cut behind turn, show control này, cửa lòng xa này, racing shoot, heel trick, truyền một chạm, no look pass là bộ skill của layout. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận thi đấu với cả layout luôn. Rafael Leao thì mình sẽ trải nghiệm ở vị trí LMF thôi anh em ạ. Tại vì ở vị trí này mới kích hoạt cái style hậu player, còn mấy cái vị trí kia thì cũng hay, nhưng mà mình sẽ trải nghiệm vị trí này thôi. Để rồi chúng ta cùng đến với những bước chạy đầu tiên của Rafael Leao và những người bạn. Costa Cuta. Leao phía bên này thì mình thấy rằng là bộ chỉ số nó quá đẹp. Miễn chơi về mặt chỉ số rồi anh em ạ, tại vì chúng ta có cái khả năng dê bóng này, chúng ta có khả năng dứt điểm, chúng ta có khả năng phối hợp, có cả cái truyền một chạm luôn. Rồi tốc độ thì quá nhanh, không phải bàn rồi, 100 về tốc độ cũng như là tăng tốc là 98. Cái lực sút thì đủ dùng. Rồi thì cái khả năng tì đề một chút nữa này, rồi thắng bằng có, thể lực có, hai chân tốt đấy. Skill sờ củng cũng quá đẹp nữa, nói chung là rất hay đến từ layout. Nhưng một điểm trừ của layout đó chính là bản này form 0 anh em nha, form 0 đấy. Bình thường form 1 thì không sao, bây giờ được form 0 nữa thì nghe vẻ là hơi khoai. Để rồi tình huống đột phá đến từ Rafael Leao. Leao, Leao vào! Đó là Rafael Leao. Một tình huống mà Leao rất tự tin. Vượt qua 3 người rồi tung ra và đặt lòng quá chính xác. Hãy nhìn cái cách mà Leao đi bóng và rồi dứt điểm. Quá tự tin với Rafael Leao. Đấy anh em thấy không? Trong một tuần mà Leao có phong độ A, chúng ta có booster, chúng ta có bộ chỉ số đẹp với Leao. Leao đá rất hay luôn. Miễn chê rồi. Nhưng mà sau cái tuần này thì Leao sẽ trở lại với cả cái form không quen thuộc. Nếu như mà tuần nào mà là cái form C thì nghe có vẻ là anh em nên, nếu mà mình vẫn cố muốn Leao đá chính thì anh em nên có một suất dự bị chắc chắn để có thể thay cho Leao mỗi khi mà Leao có một cái phong độ nó đi xuống. Đó, đối với những anh em mà đá những cầu thủ có form 0 hay là form 1 thì nên chắc chắn là phải có 1 đến 2 vị trí dự bị cho cầu thủ đó rồi. Đấy, có mỗi cái điểm đấy là mình thấy là điểm trừ thôi, một cái điểm khá là chí mạng. Nhưng mà không sao cả, chúng ta vẫn sẽ có những cái phương án nếu như anh em nào muốn lay out đá chính hay là muốn để cho đội hình thì phải có dự bị. Đấy thế thôi. Còn đâu thì bộ chỉ số của layout thì quá mê, chạy quá nhanh rồi thì có đầy đủ các skill sờ củng dứt điểm qua người. Nói chung là mê lắm anh em ạ. Thế rồi. Khoảng trống ngoài cánh rất thoáng dành cho Rafael Leao. Tốc độ của Leao. Hai cầu thủ theo kèm nhưng không được. Và bàn thắng thứ hai đã đến. Đó là Rafael Leao. Một pha thoát đi rất nhanh đến từ Leao. Tốc độ quá nhanh khiến cho hai cầu thủ đội bạn đã phải xoạc bóng nhưng mà cũng không làm gì được. Và pha dứt điểm cuối cùng là rất tinh tế. Một cú đúp rất đơn giản. Rất tốc độ đến từ Leao. Lên bóng nào. David Beckham. Không được. Đây là pha lên bóng cho đội bạn. Vừa mới vào hiệp thi đấu thứ nhất thôi mà đội bạn đã để mình giãn cho hai quả rồi.
Thì bạn cũng đã kéo một vạch tấn công lên. Nhưng mà nếu đội bạn đã kéo lên thì mình cũng kéo lên luôn, để cho mình không bị áp lực quá nhiều. Phía Foden làm gì đây? Đường chuyền của Foden. Thì bạn vẫn đang giữ bóng. Hernandez đường chuyền không thể tiếp cận được khung thành chúng ta. Đội bạn đang thi đấu hơi bí, nhưng mà không bí nữa rồi. À không, bí anh em ơi. Phản công nào, vẫn không phản công được. Không có gì nguy hiểm. Đã phải lấy ảo, chạm bóng tốt. Không qua được Costa Cuta. Được chuyền cho lấy ảo, tốc độ nào. Tốc độ nào, chạy đi lấy ảo ơi. Nhanh quá, Marquinhos ở sau bị vượt qua Marquinhos. Đây rồi, lay out vào. Hãy cùng nhìn lại pha bóng này của Rafael Leao nhận bóng từ sân nhà và bứt tốc đi quá nhanh. Tốc độ và kỹ thuật là sở trường của Leao rồi. Và khi có khoảng trống mở ra cho Leao thì việc Leao có bàn thắng là điều đương nhiên. Khoảng trống quá nhiều, đặt lòng quá chính xác, và đó là cú hat-trick ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất. Quá cháy với Leao. Để rồi Leao không thể qua được. À, ngay hiệp 1 thôi mà đá kinh thật. Nào phối hợp nào. Ngoài cánh có Leao này. Quả này tạt đi không ngoặt vào nữa, tạt nào. Ấy giời ơi, biết tới mình tạt luôn, mình ngoặt lại, mình xuống biên rồi mình mới kiểu lốp bóng vào. Và phản công. Kylian Mbappé, tốc độ rất nhanh đến từ Mbappé. Mà khó rồi. Mbappé dốc quả đấy là hơi bí. Ui, đoạn bu nhanh quá. Perry. Tốt, Mbappé. Đây là cơ hội để dứt điểm, không được. Không được thì chúng ta lại phản công tiếp. Đây rồi, Leao lại có khoảng trống này. Đường chuyền vào trong. Ui, đường chuyền này hơi chán nhá. Chỉ số chuyền Leao cũng được đấy chứ nhỉ. Nhưng mà nhìn pha bóng vừa rồi là không được lắm. Đấy rồi, cơ hội dành cho David Beckham. Một cú tạt bóng vào trong. Đã bị chặn lại rồi. Từ mình phải chỉnh lại cái vạch, nó là vạch thường anh em ạ. Đấy, vạch thường thôi. Tầm này mình cũng không cần phải tìm kiếm bàn thắng nữa rồi. Leao đã làm 3 bàn rồi. Có thể gọi là chúng ta đã thắng luôn đấy. Mà cũng chưa biết trước được điều gì cả. Để Leao không thể vượt qua. Ui, thu hồi bóng tốt này. Đây rồi, đường chuyền cho Rafael Leao. Leao, ui, đội bạn đấm. Ở đây vẫn còn, Leao, vượt qua này, đây rồi, khoảng trống cho Leao. Đáng lẽ là một pha double tắt mới đúng. Ơ, cái gì đấy? Ô, penalty. Ôi, Ben, và đây là cơ hội để Rafael Leao lập cú poker. Rafael Leao vào. Quá đơn giản. Một cú poker quá hay của Rafael Leao. 10 điểm. Khi mà này xuất sắc quá. Mỗi tội là phòng không. Tốc độ của Fernando Torres. Khoảng trống dành cho Torres. Không vào. Cú dành đội bắt quả hay thế nhỉ. Để lấy ảo. Vẫn là lấy ảo không được. Có lẽ là bàn thắng vừa rồi để hoàn thành cú poker của lấy ảo cũng chính là dấu chấm hết cho đội bạn. Đây rồi, chúng ta lại có một cơ hội này. Torres có vào không? Lốp bóng nhưng mà không vào. Đèn tê chứ đùa. Thế vẫn vào cột được ạ. David Beckham. Bây giờ Leao là bớt tỏa sáng đi để cho các cá nhân khác còn lên tiếng. Ui, đây cơ hội đây. Ở trong có Fernando Torres, đường chuyền vào cho Leao. Bóng đi sát sạt rồi đấy, dễ lắm rồi. Khả năng đánh đầu của Leao là không tốt. Tiếp tục ép sân. Chúng ta có 4 phút bù giờ và lại một cơ hội nữa dành cho Torres. Không được. Có lẽ là trận thi đấu cũng sẽ kết thúc với tỷ số là như này thôi. Giữ nguyên 4-0. Một trận thi đấu quá xuất sắc của Rafael Leao. Thi đấu quá bay, tốc độ, kỹ thuật, làm nên thương hiệu. Và có lẽ bây giờ mình xin kết thúc cái bài trải nghiệm nhanh của mình về Rafael Leao đấy thôi. Và nếu như anh em nào đang có nhu cầu nằm coi iOS, Android an toàn thì có thể liên hệ mình qua fanpage Bao Game anh em nhé. Còn bây giờ thì bye bye.